Vòng 3 này ấy, em muốn gọi là tặng cho chị, tụi em ba người bạn nam muốn tặng cho chị một bài diễn. Wow. À, để chị vậy? Có thể vừa được uống nước chanh vừa được xem em diễn. Quá tuyệt vời anh ơi. Tụi em hôm nay cũng kiểu như là muốn dành tặng một món quà cho chị. Cũng như là tất cả mà quý vị khán giả thì ngày hôm nay chị là khách mời xuất sắc 6 điểm. Rồi, rồi sao mà có thể mà không tặng quà được đúng không? Xin mời chị cùng đến với bài nhảy được mang tên Thanh Xuân. Điếp quá được. Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua. Khi mà bao lo toan một bề vẫn đang ở nơi xa. Khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc. Khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong. Đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước. Và tất cả những niềm mơ phía trước chẳng cách xa. Là chỉ có đôi ta. Những ngày chỉ có đôi ta. Quên về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu. Những âu lo cứ thế qua tay, ta thêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Thời gian cứ thế nhẹ trôi, dẫu em vài lần liên tiếp mà đêm kéo những mộng mơ níu anh vào sâu mắt em. Chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký. Thanh xuân ta đã dành cho nhau. Anh vẫn sẽ đưa tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vui vui như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi. Dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối. Nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần cho tay em đến cuối. Cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes I love you baby. Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu, những lo lắng cứ thế tôi mơ qua tay. Ta thêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Ta thức dậy cũng như thường nhật, thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về. Đó, bài diễn mà tụi em muốn gửi đến cho chị cũng như tất cả quý khán giả. Thì trước khi kết thúc chương trình, em muốn hỏi chị về cảm nghĩ chị lúc mà đến chương trình Đông Tây Bắc như nào ạ? Thì nói thật là trước khi đến với chương trình này thì chị xem chị cũng hơi sợ, tại vì chị nghĩ rằng là không biết là cái độ tuổi của mình khi mà đến chơi với các em thì nó sẽ có hợp hay không. Nhưng mà đó là suy nghĩ trước khi chị đến cái thực tế này. Bây giờ chị hồi xuân không, cái chữ hồi xuân nghe nó cũ quá rồi. Mình dùng chữ hồi tin đi. Hồi tin ha. Và chị cảm thấy vui lắm. Cảm ơn tất cả các em. Trời ơi, tại vì cái cảm giác của cái thời thanh xuân mà chị cũng đã từng trải qua như vậy. Và mong là sẽ được gặp chị trong những con đường sự nghiệp tiếp theo của bọn em. Và thời lượng của chị đã kết thúc rồi. Xin được chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Và đừng quên tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của BO6 trên chương trình Đông Tây Nam Bắc.